Hôm nay trước tiên thì chúng ta sẽ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu trước. Xin mời bạn. Xin chào chị Cát Tường. Rồi, chào bạn. Dạ, chào anh Quyền Linh và xin chào toàn bộ khán giả có mặt ở đây ạ. Rồi, mình tự giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Trần Thị Phương Nguyên, em 30 tuổi. Công việc hiện tại là công việc tự do ạ. Tự do là... Dạ, là em có thể là trang điểm và có thể làm công việc về sổ sách kế toán hoặc là những công việc khác ạ. Việc gì làm cũng được. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Mời bạn trai. Chào bạn. Dạ, chào anh Quyền Linh. À, chào chị Cát Tường và chào các hả các quý vị ở đây ạ. Bạn tên gì? Dạ, em là Trần Nguyễn Hải Quang, năm nay 29 tuổi. Hiện tại đang làm cho tư vấn tài chính cho Daiichi Life Việt Nam ạ. 29 tuổi? Dạ. Bạn kia 30 tuổi có vấn đề gì không? Dễ thương là được rồi anh. Dễ thương được luôn. Dạ. Yên thì sao? Yên có ngại không? Nếu mà bạn trai nhỏ hơn mình 1 tuổi, Yên ngại gì không? Dạ không, em cũng bây giờ thời buổi hiện đại rồi. Chứ quan trọng là mình có hợp nhau về tính tình, về mọi thứ là ok. Tuổi tác không quan trọng. Nhưng mà từ xưa giờ mình có mối tình nào chưa? Tình đơn phương không mà chị? Đơn phương là sao? 30 tuổi chưa có một mối tình nào? Có rất nhiều bạn theo cũng làm quen với em. Nói chung là hẹn hò này kia nhưng mà có lẽ là do không hợp á. Lý do em nghĩ tại sao em ế? Chắc có lẽ khó tính. Em muốn người bạn trai đó là phải thẳng thắn, thật thà, trung thực, bộc trực. Không có nói chuyện bao qua chích chè. Có bao qua chích chè không? Không có bao qua chích chè đâu. Bao qua chích chè hả? Dạ. Trước đến giờ thì em cũng có trải qua được 2 mối tình ra. Một mối tình như vậy quen bao nhiêu năm bạn? Dạ, mối tình đầu tiên của em thì quen cũng được khoảng 3-4 năm vậy đó. Lý do sao chia tay? Cảm nhận của em á, do khác biệt về vùng miền anh. Nghĩa là do quan niệm của bác trai đó thì cũng hơi đòi hỏi hơi cao. Mà em là miền Nam tự ái lắm anh nên em cũng... Tự em bỏ? Em không có bỏ ạ. Chứ ai bỏ? Bạn gái em nói tiếng chia tay trước à. Nói tiếng chia tay mà cười vậy đó. Còn bạn thứ hai? Bạn thứ hai thì do bạn đó nhỏ hơn em 8 tuổi, còn đi học, đại học á. Nên em cũng muốn dành thời gian cho bạn đó học hành cho tốt. Sao 2 mối tình dài như vậy mình rút được kinh nghiệm gì? Nếu như đến mối tình thứ 3 để cho nó chắc chắn, mình sẽ cần bổ sung những điều gì? Quan trọng là hai bên phải hiểu nhau, tốt với nhau. Thứ hai là phải cùng nhau đi lên, cùng quan sát cánh với nhau thì nó sẽ bền lâu nhiều hơn. Mà ưu tiên cái là mẹ em nói có câu là con dâu về là phải biết cười là được rồi. Em cười hơi bị nhiều anh ơi, chịu được không anh? Thứ hai nữa là phải biết chăm lo cho cuộc sống gia đình đó, là được rồi. Anh ấy thích người phụ nữ hay cười. Thế Hương anh giới thiệu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình một chút xíu. Sẽ thích nấu ăn. Em nấu bún bò, hủ tiếu, nam vang, bún mắm. Nói chung cũng hơi cũng được một chút ít. Bún mắm. Trời, biết nấu bún mắm luôn hả? Dạ, có dịp em sẽ nấu mời anh ăn ạ. Cái đó cũng là hy vọng được sớm. Em rất thích chỗ tài nói cho người khác. Nhưng mà mình có đặt ra cái chuẩn mình tìm bạn trai mình là người như thế nào không? Chuẩn người bạn trai á là phải giống từ 50-60% như ba em. Như ba em là người như thế nào? Ba em đó là người rất là bộc trực, thẳng thắn, chịu thương, chịu khó, biết chăm lo cho gia đình. Nói chung là rất là sốc vác. Công việc gì cũng có thể làm được, không có e ngại. Ba em cao mét mấy? Ba em cao cỡ 1m7 đó anh Quyền Linh ạ. Trắng hay đen? Ba em thì nước da ngâm, tại ba em làm bên công việc là thợ hàng anh. Có hay cười không? Ba em thì cũng bình thường thôi. Bạn này cần hay cười. Vậy bạn luôn luôn đáp ứng cười từ sáng đến chiều được không? Không, cái đó người ta tưởng em bị tỉnh anh. Không được anh ơi. Bây giờ nghe bạn Phương Nguyên nói như vậy, bạn Nam có suy nghĩ gì và cảm giác rằng mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm với bạn Phương Nguyên bên đó? Về chiều cao thì em đáp ứng chắc cũng gần được. Em cao 1m71. Được. Da em thì trắng hơn ạ. Còn bộc trực, thẳng thắn thì đương nhiên mình phải có rồi. Cái nghề nghiệp của mình là bắt buộc mình phải như vậy. Em được cái là em nói chuyện rất là chân thật. Có sao nói vậy, nói đúng để mà tư vấn khách hàng thôi. Khuyết điểm của mình là gì? Đôi khi cách nói chuyện của em không được hay cho lắm. Thứ hai nữa là không có điểm dừng. Vui đà quá trớn, không có điểm dừng là vui đà ở chuyện gì? Cái này mệt rồi nha. Ví dụ như là hay ghẹo chọc đồ đó chị, thì em cũng ghẹo cho tới luôn. Với bạn bè thì không dừng được, chứ với bạn gái thì mình làm gì phải có dừng nha. Dạ đúng rồi. Sao lý do nào bạn lại chọn đến với chương trình? Thì bà ngoại của em á, 80 tuổi rồi, thì coi cái chương trình thì kêu là làm gì làm phải cho ngoại ăn cưới, ngoại già rồi đó. Ông ngoại đâu em? Dạ ông ngoại là đã mất rồi ạ. Lâu chưa? Dạ ông mất cũng 6 năm rồi ạ. Bữa nào giới thiệu bà ngoại chơi chương trình nha.
Hôm nay có ai đi không? Có bạn em ạ. Bạn em? Dạ. Rồi, mình hỏi bạn em cái nào. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Bạn làm chung công ty luôn hả? Dạ, cùng quê anh. Cùng quê. Bạn thấy bạn của bạn như thế nào? Có nhiều cô gái đeo đuổi bạn này không? Dạ, đẹp trai, nói chuyện hay vậy á. Nhưng mà bởi vậy ai cũng nghĩ vậy, ai cũng sợ đâu dám đeo. Ủa gì kỳ vậy? Sợ có nhiều người đeo quá. À, người ta sợ nhưng thực chất có coi như là mang tiếng đó đúng không? À, có tiếng không có miếng. Bạn ấy có, không không, có đào hoa không? Giờ. Đào hoa đâu có ế tới giờ. Thấy cô gái một kiền sao? Thấy tính tình thì chắc cũng hợp nhau á. Mẹ có đi theo không? Dạ có hả? Mẹ đâu? Dạ mẹ ngồi ở đây ạ. Dạ chào cô. Cô ơi, cô có đặt ra tiêu chuẩn con rể tương lai cho con gái mình không cô? À hả, con nó chịu đâu thì mình cũng chịu theo nó. Thì nó thương ai thì mình cũng chịu chứ. Nhưng mà cô chịu nhưng mà chú nhà thì sao? Dễ lắm. Nếu mà dễ vậy sao xưa giờ mình chưa có kiếm được ai ở nhà, không có mai mối hay là chung quanh chòm xóm có ai làm tự mai gì chứ? À, người nó hơi khó tính, thành ra cái nó rất là đàng hoàng, nó không có mà cười cợt giỡn nữa, hay hoặc là đi chơi đi bời gì đó, thành ra nó ít có bạn. Dạ. Nói gì đi. Dạ anh chào cô ạ. Chào gì cô đi. Lần đầu cô thấy con thì cô thấy sao con? À, cô Việt con rồi đó. Cô Việt con. Anh ở về nước nào mẹ? Em đẹp trai làm sao là anh ơi. Cao ráo như thế nào? Mẹ Việt chỗ nào vậy mẹ? Mẹ Việt là nhìn mặt thì dễ thương, rất là dễ thương. Còn cao ráo thì tốt. Còn tính tình mẹ thấy như sao? Bây giờ thì mẹ thấy nói chuyện thì rất là hiền lành. À, nhưng mà sao thì mình đâu biết được phải không con? Cái này giống mẹ anh này quá vậy, không giống mẹ cô này vậy. Dạ cảm ơn cô đã con coi, cô làm con tò mò quá. Trời ơi, chào sướng chị. Quá ha, mẹ gì hết trơn vậy đó hả? Vậy là giờ kêu mẹ luôn. Có kêu mẹ được không cô? Sướng quá ta. Trời ơi, trời ơi. Vì đâu cần ông mai bà mối chi nữa trời. Có mẹ đây mẹ chịu luôn rồi. Gặp mẹ này là con số 1 luôn, mẹ số 1 luôn. Rồi có chuẩn bị tinh thần, ví dụ như đám cưới trong một năm nữa thì mình có đám cưới đồ kịp không? À, chứ cần cưới thì là có người lo. Trời, sướng vậy, lo sao lo, ở nhà chuẩn bị sẵn gì rồi? Em nghe nói đâu đại nguyên sân vận động. Bản thân em là em đã thích lấy vợ chưa? Dạ chưa chị, nhưng phải có thời gian để tìm hiểu. Lấy vợ phải lấy liền tay, chứ để dâu ngày, gió thổi nó bay. Đã là của mình thì là của mình thôi chị. Rồi được rồi, biết rồi. Đúng một năm mới được em. Wow, lâu quá. Để anh coi thử coi. Dạ, chào anh Linh. Phải cưới sớm hả? Thì em đặt ra mục tiêu là một năm vậy thôi, nhưng mà hợp thì có thể tiến đến hả? Vì do công không seri. Nhưng mà công seri nhiều lắm. Dạ. Hay. Bây giờ chúng ta đã giao lưu với nhau hết rồi, bây giờ nghe hết rồi. Chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau. Có 2 phút để trò chuyện với nhau nha. Để mình xem cái nhìn ban đầu như thế nào. 2 phút bắt đầu. Chào. Ngày đầu tiên gặp thì có món ai xin gửi tặng ha? Dạ, mình cũng có món quà mình muốn gửi. Đây là món quà nhỏ nhỏ mình tự nấu, muốn gửi đến. À, nấu ăn luôn hả? Dạ, chỉ có là rau câu đơn giản thôi. Vâng, rồi, cảm ơn. Theo Phương Nguyên thì Quang là người như thế nào? Mới đầu gặp thì nghe cái giọng hơi lớn. Ừ. Thì nghĩ chắc cũng không đẹp trai gì lắm. Nói chung là nói chuyện cũng hơi hơi khéo. Em suy nghĩ là không biết anh chàng này có đào hoa lắm hay không. Tại vì sợ đào hoa lắm bắt công mối mình khổ, mình ghen mình khổ thôi chứ không có gì. Nếu mà quen với Quang á thì cái việc ghen á thì nên kiềm chế bớt nha. Tại vì Quang đi gặp nhiều khách hàng lắm á. Nói chung là mọi đối tượng mình gặp hết. Theo bạn thì suy nghĩ như thế nào về sự tôn trọng? Ví dụ như người mình yêu kiểm soát là ví dụ như đi đâu này kia, hay là kiểm tra tin nhắn điện thoại này kia. Việc đó thì việc đương nhiên thôi, nhưng mà phải có mức độ nào đó. Vậy là mình không chấp nhận được rồi, mình không có thích vấn đề là mình rất là thí dụ tôn là trọng bạn đâu. Đi đâu thì mình cũng phải cho mình biết đi đâu chứ, mình khi lo lắng thì sao. Đúng rồi, nhưng mà mình không thích là khi mà quen nhau là hả, cứ kiểm soát nhau là mở điện thoại của nhau thì đó là không. Ok. Còn không? Khi ví dụ như hai người giận nhau thì ai sẽ là người làm hòa đầu tiên? Lỗi do ai? Ví dụ bây giờ là lỗi do Quyên mà bắt Quang chịu sao được. Giận nhau là Quang bỏ đi thôi à? Vậy là càng không được nữa, bỏ đi qua nhà người khác sao? Vậy là còn mất người yêu sớm nữa. Đừng có đa nghi vậy tới. Khi giận nhau là phải gặp nhau trực tiếp với nhau,
là phải cùng nói chuyện. Hỏi không được, thọt cái ngưng là. Để nó cãi đi. Nhau á. Cãi nhau tìm ra quan điểm mà cứ cãi. Vì em rất bộc trực. Rồi, tiếp hiệp 2. Khi người yêu mình hay là chồng mình á, cái giận đừng có chớ hề mà cho người ta đi ra ngoài. Bởi vì sao? Cái trường hợp mà xác suất mất người yêu mình ha, tới 90% lận. Bây giờ là nghe theo lời của trái tim mình hay là nghe lời người ngoài? Không, cái đó là sự thật rất là đúng. Cái tánh mình rất là nóng tính. Có sợ không? Không. Tại sao? Giờ mình dài hơn, mình chạy nhanh hơn. Chơi. Không được, vậy không được. Ỷ vào chiều cao hả? Không được. Trong tình yêu á, quan trọng là cái sự tin tưởng và chân thật với nhau mới là cái điều quan trọng. Dù cho người này hay người kia có nói gì như nữa, quan điểm của mình á, là phải giữ cho đúng. Mình yêu nhau, mình thương nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau. Còn nếu mà cứ nghi ngờ lẫn nhau, giận nhau mà đi qua nhà người khác, tốt nhất là đừng có quen. Đó, vậy là giờ rút kinh nghiệm được rồi phải không? Hết đi rồi phải không? Cho Quang nói nha. Không biết ai đó để xui cho chúng mình gặp nhau ngày hôm nay. Thì thôi, cứ chương trình thì mình cứ hẹn hò nhau thử đi. Thì cũng cho nhau một cơ hội. Ok. Vậy bấm luôn đi, nói gì nữa. Hai người nói ngọt xớt à. 3, 2, 3, 1. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay đi rồi tôi mới nói một câu này chân thành lắm nè. Nắm tay đi. Cảm nhận sao? Hơi ấm ấm. Cô á, cô bớt nói lại một chút. Hồi nãy giờ hai người nói chuyện mà ở dưới á, mẹ của cô á là nhìn Cát Tường á là ý là kêu nhắc cô nói ít lại, sợ bạn kia sợ. Mà hiểu không? Hiểu không? Hiểu cảm giác mẹ mình ngồi dưới không? Cô bớt lại một chút đi, mới có ngày đầu à. Cô vừa thôi nha. Đó, muốn giữ hạnh đừng phúc ăn hiếp của mình nha. Ăn hiếp quá không có được. Đây, vé xem phim gửi tặng cho hai bạn. Dạ, cảm ơn. Chúc hai bạn sẽ có những thời gian thật là vui và hạnh phúc bên đây, nhau. Đây, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax tặng cho hai em nha. Cô vui rồi hả cô ha? Nãy giờ nhẹ nhàng, cô thấy cô lo quá. Còn lo hơn cô nữa. Mời hai bạn xem phim.